Chào các bạn đến với Đoàn Hòa Món Ngon Lạng Sơn. Hôm nay chúng ta cùng thực hiện món rau củ quả luộc. Để được thực hiện rau củ quả giữ được màu xanh lâu cũng không phải là khó mà cũng không dễ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách luộc rau củ quả mà để được đến chiều tối vẫn giữ được màu xanh đẹp của rau. Mời các bạn tham khảo nguyên liệu 0,5 kg, củ cải trắng 0,2 kg, củ cà rốt 0,5 kg, su su 1 kg. Các rau củ quả mình đã gọt vỏ sạch, sau đó mình sẽ tỉa hoa. Trước tiên là mình tỉa củ cải trắng. Quả su su có các rãnh, mình gọt vỏ quả su su không cần tỉa hoa mà vẫn đẹp. Tiếp theo cà rốt mình cũng tỉa hoa các bạn ạ. Có đĩa rau củ quả ngon mà không tỉa hoa thì nhìn nó cũng không được đẹp mắt. Sau đó mình sẽ thái miếng cà rốt vừa ăn, sẽ thái chậm để cho các bạn xem cho dễ. Củ cải trắng cũng vậy, mình cũng thái miếng vừa ăn. Su su cũng thái miếng vừa ăn các bạn ạ. Tiếp theo mình sẽ cắt súp lơ từng miếng vừa ăn. Nhìn rau củ quả mình đã tỉa và thái xong, nhìn rất hấp dẫn đúng không các bạn? Không những đẹp mắt mà ăn rau củ quả luộc rất là tốt cho sức khỏe và rất phù hợp cho phái đẹp và các chị em muốn giảm cân. Tiếp theo mình sẽ đem rau củ quả đi để luộc. Mình đặt nồi lên và cho nước vào nồi. Sau đó mình cho một chút muối và một chút đường. Nước sôi mình sẽ thả cà rốt vào trước. Cà rốt lâu chín hơn các rau củ quả khác nên ta phải thả cà rốt vào trước. Cho cà rốt vào trước được khoảng 1 phút. Sau đó mình sẽ lại cho su su vào. Tiếp theo mình sẽ thả củ cải trắng xuống. Cuối cùng mình sẽ thả thêm súp lơ xanh. Sau đó mình sẽ đảo đều từ mặt dưới lên mặt trên, rồi cho lửa thật to để cho rau củ quả giữ được màu xanh đẹp.
Tiếp theo mình sẽ lấy nước lọc và một chút đá. Rau củ quả đã chín, sau đó mình sẽ vớt rau củ quả ra nồi nước lọc mình đã cho đá để giữ được màu xanh tươi của rau. Nếu nhà bạn nào ăn ngay thì không cần cho vào nước đá. Nhìn đĩa rau củ quả rất là ngon và hấp dẫn. Màu xanh của súp lơ, màu trắng trắng của củ cải, màu cam của củ cà rốt, màu xanh nhạt của su su tạo cho ta một đĩa rau củ quả luộc rất là ngon và hấp dẫn. Lạc mình đã rang và bóc vỏ, sau đây mình sẽ giã lạc. Giã lạc được mịn thì khi chấm với rau rất là ngon. Giã xong lạc, sau đó ta sẽ cho một chút bột canh vào, trộn đều lên cùng lạc. Nhìn đĩa rau củ quả có ngon đến mấy nhưng không thể thiếu được muối lạc. Muối lạc rất là quan trọng. Mời các bạn cùng mình thưởng thức món rau củ quả luộc này nhé. Rau luộc vừa chín tới, màu rất là đẹp, chấm với lạc rất là thơm ngon các bạn ạ. Các bạn xem video thấy hay nhớ đăng ký, like, chia sẻ, bấm chuông để biết thêm nhiều món ngon tiếp theo. Chào các bạn!